tin tức lớn Dương Tử sẽ tham gia bộ phim truyền hình mới cây sự sống tin đồn lựa chọn diễn viên chính đã biến thành bộ phim truyền hình xóa đói giảm nghèo của Hồ Ca theo thông tin trên mạng Dương Tử và Hồ Ca dự kiến sẽ hợp tác trong bộ phim truyền hình mới của Iki cây sự sống sản xuất bởi NUNSAN SAN có thể nói là đội vàng tụ tập lại với nhau nhà biên kịch xuất thân từ phim truyền hình nóng bỏng đều rất tốt và tình yêu đạo diễn biển. là Lý Tuyết quen thuộc điều đáng mong đợi hơn là Hồ Ca chuyển ra là vai nam chính mặc dù trước đây chỉ là khách mời nhưng dàn diễn viên của vở kịch này đã đủ sang trọng rồi. Đối với Dương Tử, 3. có thể hợp tác với Ánh Sáng Mặt Trời ba độ dự không trưa. chỉ có nghĩa là vị trí của anh ấy sẽ được cải thiện hơn nữa, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến giải thưởng mắc nơi sự như. sống như một vở kịch xóa đói giảm nghèo. Mặc dù chủ đề không phải là điểm bùng nhưng nổ, nhưng sự đảm bảo chất lượng của Sen đân săn săn chắc chắn khiến anh ấy thu hút nhiều Lên sự minh chú ý. Liên minh mạnh mẽ của Dương Tử và Hồ Ca, không có cây sự sống nào thêm vô số giá trị mong đợi. Lần này ánh nắng giữa chưa có thể mang đến cho chúng ta một bộ phim truyền hình hay về xếp hạng và truyền miệng không? Chúng ta chờ xem người đàn ông cuối cùng sẽ là ai đến phần bình luận để nói ý kiến của bạn đi